Bất động sản Nhà Bè xin trân trọng kính chào toàn thể quý khách hàng. Hôm nay Bất động sản Nhà Bè xin kính mời tất cả quý khách hàng sẽ cùng chúng tôi đi tham quan một căn nhà phố nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Trước nhà của chúng ta có con hẻm là 5m, do đó xe hơi có thể ra vào rất là thoải mái. Nhà chúng ta nằm ngay khu dân cư hiện hữu, rất là an ninh và yên tĩnh. Xung quanh là các dãy nhà phố cao tầng đồng đều và san sát nhau. Nhà chỉ cách mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát khoảng 200m, xung quanh có rất là nhiều tiện ích như là bách hóa xanh, nhà thờ, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, cách chợ Phú Sơn khoảng 200m, đặc biệt là giáp với quận 7 và cách Phú Mỹ Hưng khoảng 5 phút xe máy mà thôi. Nhà chúng ta có diện tích là ngang 4 dài 14m, được xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn, được ép cọc bê tông theo kết cấu một trệt 3 lầu bao gồm 4 phòng ngủ, cho nên rất là phù hợp với gia đình đông thành viên. Còn đây là khu vực mặt tiền phía trước nhà. Nhà được thiết kế với 3 lớp cửa, một lớp cửa sắt phía ngoài, ở giữa là lớp cửa cuốn được điều khiển bằng remote rất là chắc chắn. Cuối cùng là lớp cửa kính cường lực 10 ly, do đó sẽ tạo cho gia chủ có cảm giác an toàn tuyệt đối. Còn đây là khu vực phòng khách. Phòng khách của chúng ta được thiết kế rất là đẹp và sang trọng. Gia chủ đã bố trí một bộ sofa cũng như là một cái tivi 55 inch rất là lớn và sẽ được tặng lại toàn bộ khi quý khách hàng sở hữu căn nhà này. Mặt sàn cũng được ốp gạch bóng kính 80 vân đá rất là đẹp và cao cấp. Ở trên trần nhà được trang bị hệ thống đèn LED chiếu sáng và sẽ rất là tiết kiệm điện, cũng như là hệ thống trần thạch cao tạo cho không gian phòng khách thêm sinh động. Nhà chúng ta có diện tích là ngang 4 dài 14m, được xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn, được ép cọc bê tông theo kết cấu một trệt 3 lầu 4 phòng ngủ, rất là phù hợp cho gia đình đông thành viên. Trước nhà của chúng ta có con hẻm là 4m, sơ có thể ra vào thoải mái. Nhà chúng ta nằm ngay khu vực cao gáo, có hệ thống đèn đường chiếu sáng cũng như là hệ thống điện nước cống rãnh hoàn chỉnh. Hiện tại thì căn nhà này đang được rao bán với mức giá cực kỳ hấp dẫn là 4 tỷ 100 triệu đồng, vẫn còn thương lượng cho khách hàng thiện chí. Nếu như quý khách hàng quan tâm về căn nhà này, xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0909076085. Chúng tôi sẽ dẫn quý khách hàng đi xem căn nhà này một cách hoàn toàn miễn phí. Quý khách hàng cũng có thể comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi lại ngay trong thời gian sớm nhất. Quý khách hãy nhấn vào nút đăng ký để có thể xem thêm những căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Trước mặt chúng ta là khu vực không gian phòng bếp. Phòng bếp được thiết kế rất là rộng và thoáng, có hệ thống chiếu trời lấy sáng. Ở đây gia chủ đã trang bị bộ bàn ăn 6 ghế rất là đẹp và cao cấp và sẽ được tặng lại cho quý khách hàng khi sở hữu căn nhà này. Khi đặt bộ bàn ăn 6 ghế tại vị trí này thì phòng bếp của chúng ta vẫn còn không gian khoảng trống rất là nhiều. Do đó đây chắc chắn sẽ là nơi hội họp, tập trung và sinh hoạt giữa các thành viên trong gia đình lại với nhau rất là có ý nghĩa. Với số tiền mà quý khách hàng khi bỏ ra để sở hữu căn nhà này thì rất là đáng để quý khách hàng đầu tư cũng như là mua cho gia đình mình một căn nhà để ở lâu dài, hoặc kinh doanh mua bán cũng rất là phù hợp. Với diện tích ngang 4 dài 14m và được xây dựng kiên cố một trệt 2 lầu 4 phòng ngủ thì căn nhà này rất là phù hợp với đại gia đình đông thành viên nhiều thế hệ. Phía góc này chúng ta có một khu vực dùng để tủ lạnh và máy giặt rất là rộng rãi. Tủ bếp của chúng ta được làm bằng gỗ căm xe rất là chắc chắn và sang trọng. Bây giờ chúng ta cùng tham quan lại toàn bộ khu vực không gian phòng bếp. Nếu như quý khách hàng quan tâm về căn nhà này, xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0909076085. Chúng tôi sẽ dẫn quý khách hàng đi xem căn nhà này hoàn toàn miễn phí. Hoặc quý khách cũng có thể comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi lại ngay trong thời gian sớm nhất. Nhà chúng ta có sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, có thể hỗ trợ vay ngân hàng cho quý khách có yêu cầu. Quý khách cũng có thể nhấn vào nút đăng ký để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Bây giờ chúng tôi xin mời quý khách hàng xem lại toàn bộ khu vực không gian phòng khách. Phòng khách của chúng ta được thiết kế rất là đẹp và rất là sang trọng. Từng đường nét, từng chi tiết được gia chủ chăm chút rất là kỹ lưỡng. Do đó nếu như nhà chúng ta có khách tới chơi thì chắc chắn gia chủ sẽ cảm thấy rất là tự hào và hãnh diện về những lời khen của khách dành cho chủ nhà. Tất cả nội thất bên trong căn nhà như là sofa, tivi, bàn ăn, máy lạnh v.v. sẽ được gia chủ tặng lại toàn bộ cho quý khách hàng. Do đó quý khách sẽ tiết kiệm được thêm một khoản chi phí rất là lớn để không phải mua sắm nội thất, và chúng ta chỉ việc xách vali vào và ở ngay.
Nhà chúng ta có diện tích là ngang 4 dài 14m, được xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn, được ép cọc bê tông theo kết cấu một trệt 3 lầu bao gồm 4 phòng ngủ, cho nên rất là phù hợp với gia đình đông thành viên. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển lên khu vực tầng 1. Ở khu vực tầng 1 này bao gồm có 2 phòng ngủ và 1 toilet. 2 phòng ngủ đều được thiết kế rất là rộng và được trang bị nội thất cơ bản như là giường, rèm cửa, máy lạnh. Do đó quý khách chỉ cần vào và ở ngay mà không phải mua sắm gì nhiều. Như chúng ta có thể thấy là khu vực cầu thang thì mặt cầu thang được làm bằng đá hoa cương, tay vịn bằng gỗ căm xe, kính cường lực 10 ly, do đó tạo cảm giác rất là an toàn và chắc chắn. Đây là khu vực phòng ngủ thứ nhất. Chúng ta đang xem khu vực phòng ngủ thứ nhất. Thì khu vực phòng ngủ thứ nhất này rất là rộng và rất là thoáng, có cửa sổ để đón gió và ánh sáng từ bên ngoài vào. Do đó nếu như ban ngày thì chúng ta không cần phải nhất thiết mở nhiều đèn điện, nhưng vẫn cảm giác rất là sáng và rất là mát mẻ. Như quý khách hàng có thể thấy là ở phòng ngủ thứ nhất này thì gia chủ đã chăm chút rất là kỹ, do đó là tạo cho chúng ta cảm giác rất là dễ chịu mỗi khi bước chân vào ở khu vực phòng ngủ này. Ở tất cả các phòng ngủ thì đều được gia chủ lót sàn gỗ bằng 100% gỗ tự nhiên, do đó tạo cho chúng ta cảm giác rất là sang trọng và rất là ấm cúng. Với phòng ngủ được trang bị khá là đầy đủ như thế này thì với khách hàng không cần phải mua sắm gì thêm nữa, mà chúng ta chỉ việc dọn vào và ở ngay mà thôi. Do đó sẽ giúp cho khách hàng tiết kiệm được thời gian cũng như là chi phí để mua sắm các nội thất vì gia chủ đã trang bị sẵn cho hết cho chúng ta. Ở khu vực phòng vệ sinh thì cũng được ốp gạch từ chân lên tới sàn, do đó rất là dễ lau chùi và vệ sinh, giúp chống lại các ẩm mốc lông riêu lâu ngày bám vào các thành của bốn vách tường. Bên cạnh đó thì phòng tắm cũng được trang bị một cửa lùa bằng kính vòi tắm hoa sen và cửa nhà tắm được làm bằng 100% gỗ căm xe, rất là cao cấp và chắc chắn. Ở khu vực phòng ngủ thứ hai này thì cũng giống như khu vực phòng ngủ thứ nhất, đều được gia chủ trang bị khá là đầy đủ các loại nội thất cơ bản. Riêng ở phòng ngủ thứ hai thì chúng ta có thêm một cái ban công và một cửa sổ rất là lớn. Với ban công này thì chúng ta có thể bước ra ngoài và có thể nhìn ngắm khung cảnh không gian xung quanh, rất là thoải mái và giúp giảm căng thẳng mệt mỏi cho quý khách hàng mỗi khi đi làm về. Với số tiền mà quý khách hàng khi bỏ ra để sở hữu căn nhà này thì rất là đáng để quý khách hàng đầu tư cũng như là mua cho gia đình mình một căn nhà để ở lâu dài hoặc kinh doanh mua bán cũng rất là phù hợp. Với diện tích ngang 4 dài 14m và được xây dựng kiên cố một trệt 2 lầu 4 phòng ngủ thì căn nhà này rất là phù hợp với đại gia đình đông thành viên nhiều thế hệ. Hiện tại thì căn nhà này đang được rao bán với mức giá cực kỳ hấp dẫn là 4.100.000 đồng, vẫn còn thương lượng cho khách hàng thiện chí. Nếu như quý khách hàng quan tâm về căn nhà này xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0909076085. Chúng tôi sẽ dẫn quý khách hàng đi xem căn nhà này một cách hoàn toàn miễn phí. Quý khách hàng cũng có thể comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi lại ngay trong thời gian sớm nhất. Quý khách hãy nhấn vào nút đăng ký để có thể xem thêm những căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bước lên khu vực tầng 2 để tham quan tiếp hai căn phòng còn lại. Ở khu vực tầng 2 này thì cũng bao gồm 2 phòng ngủ và 1 toilet, nhưng gia chủ đã cố tình để trống 2 phòng ngủ để cho quý khách hàng tự thiết kế cũng như là trang bị nội thất riêng theo sở thích của từng thành viên trong gia đình. Nhà chúng ta nằm ngay khu dân cư hiện hữu, rất là an ninh và yên tĩnh. Xung quanh là các dãy nhà phố cao tầng đồng đều và san sát nhau. Nhà chỉ cách mặt tiền đường Huỳnh Tuấn Phát khoảng 200m, xung quanh có rất là nhiều tiện ích như là bách hóa xanh, nhà thờ, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, cách chợ Phú Sơn khoảng 200m, đặc biệt là giáp với quận 7 và cách Phú Mỹ Hưng khoảng 5 phút xe máy mà thôi. Nhà chúng ta có diện tích là ngang 4 dài 14m, được xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn, được ép cọc bê tông theo kết cấu một trệt 3 lầu bao gồm 4 phòng ngủ, cho nên rất là phù hợp với gia đình đông thành viên. Nhà chúng ta có sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, có thể hỗ trợ vay ngân hàng cho quý khách có yêu cầu.
quý khách cũng có thể nhấn vào nút đăng ký để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Ở tất cả các phòng ngủ thì đều được gia chủ lót sàn gỗ bằng 100% gỗ tự nhiên, do đó tạo cho chúng ta cảm giác rất là sang trọng và rất là ấm cúng. Với phòng ngủ được trang bị khá là đầy đủ như thế này thì quý khách hàng không cần phải mua sắm gì thêm nữa, mà chúng ta chỉ việc dọn vào và ở ngay mà thôi. Do đó sẽ giúp cho quý khách hàng tiết kiệm được thời gian cũng như là chi phí để mua sắm các nội thất vì gia chủ đã trang bị sẵn cho hết cho chúng ta. Còn đây là view ban công phía trước trên tầng 2, rất là rộng và rất là thoáng, do đó rất là phù hợp cho chúng ta tập thể dục hàng ngày, hoặc đơn giản chúng ta có thể ra đây để hóng mát và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, giúp cho chúng ta có cảm giác rất là thoải mái. Với ban công này thì quý khách hàng có thể thoải mái trồng các loại cây kiểng, hay đơn giản hơn thì chúng ta có thể đặt một bộ bàn ghế nhỏ để mỗi buổi sáng chúng ta có thể lên đây thưởng thức một tách trà hoặc một tách cà phê để có thể bắt đầu một ngày làm việc mới thật là hiệu quả. Hoặc quý khách cũng có thể tận dụng ban công này để mỗi buổi chiều đi làm về chúng ta có thể ra ban công để ngắm nhìn cảnh hoàng hôn và những cảnh vật xung quanh để xua tan đi những cảm giác mệt mỏi khi chúng ta đi làm về. Ở khu vực phòng vệ sinh thì cũng được ốp gạch từ trần lên tới sàn, do đó rất là dễ lau chùi và vệ sinh, giúp chống lại các ẩm mốc rong rêu lâu ngày bám vào các thành của bốn vách tường. Bên cạnh đó thì phòng tắm cũng được trang bị một cửa lùa bằng kính vòi tắm hoa sen và cửa nhà tắm được làm bằng 100% gỗ căm xe, rất là cao cấp và chắc chắn. Với số tiền mà quý khách hàng khi bỏ ra để sở hữu căn nhà này thì rất là đáng để quý khách hàng đầu tư cũng như là mua cho gia đình mình một căn nhà để ở lâu dài hoặc kinh doanh mua bán cũng rất là phù hợp. Với diện tích ngang 4 dài 14m và được xây dựng kiên cố 1 trệt 2 lầu 4 phòng ngủ thì căn nhà này rất là phù hợp với đại gia đình đông thành viên nhiều thế hệ. Nếu như quý khách hàng quan tâm về căn nhà này, xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0909076085. Chúng tôi sẽ dẫn quý khách hàng đi xem căn nhà này hoàn toàn miễn phí. Hoặc quý khách có thể comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi lại ngay trong thời gian sớm nhất. Nhà chúng ta có sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, có thể hỗ trợ bên ngân hàng cho quý khách có yêu cầu. Quý khách cũng có thể nhấn vào nút đăng ký thì có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Hiện tại thì căn nhà này đang được rao bán với mức giá cực kỳ hấp dẫn là 4.100.000 đồng, vẫn còn thương lượng cho khách hàng thiện chí. Nếu như quý khách hàng quan tâm về căn nhà này, xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0909076085. Chúng tôi sẽ dẫn quý khách hàng đi xem căn nhà này một cách hoàn toàn miễn phí. Quý khách hàng cũng có thể comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi lại ngay trong thời gian sớm nhất. Quý khách hãy nhấn vào nút đăng ký để có thể xem thêm những căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Với số tiền mà quý khách hàng khi bỏ ra để sở hữu căn nhà này thì rất là đáng để quý khách hàng đầu tư cũng như là mua cho gia đình mình một căn nhà để ở lâu dài hoặc kinh doanh mua bán cũng rất là phù hợp. Với diện tích ngang 4 dài 14m và được xây dựng kiên cố 1 trệt 2 lầu 4 phòng ngủ thì căn nhà này rất là phù hợp với đại gia đình đông thành viên nhiều thế hệ. Nhà chúng ta nằm ngay khu dân cư hiện hữu, rất là an ninh và yên tĩnh. Xung quanh là các dãy nhà phố cao tầng đồng đều và san sát nhau. Nhà chỉ cách mặt tiền đường Huỳnh Tuấn Phát khoảng 200m, xung quanh có rất là nhiều tiện ích như là bách hóa xanh, nhà thờ, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, cách chợ Phú Xuân khoảng 200m, đặc biệt là giáp với quận 7 và cách Phú Mỹ Hưng khoảng 5 phút xe máy mà thôi. Bây giờ chúng tôi xin mời quý khách hàng xem lại toàn bộ khu vực không gian phòng khách. Phòng khách của chúng ta được thiết kế rất là đẹp và rất là sang trọng. Từng đường nét, từng chi tiết được gia chủ chăm chút rất là kỹ lưỡng. Do đó nếu như nhà chúng ta có khách tới chơi thì chắc chắn gia chủ sẽ cảm thấy rất là tự hào và hãnh diện về những lời khen của khách dành cho chủ nhà. Tất cả nội thất bên trong căn nhà như là sofa, tivi, bàn ăn, máy lạnh, v.v. sẽ được gia chủ tặng lại toàn bộ cho quý khách hàng. Do đó, quý khách sẽ tiết kiệm được thêm một khoản chi phí rất là lớn để không phải mua sắm nội thất và chúng ta chỉ việc xách vali vào và ở ngay. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian theo dõi hết video clip này của chúng tôi. Xin trân trọng kính chào quý khách hàng và hẹn gặp lại quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.